Bài đọc số 2 của chủ đề Energy, sự giảm việc tiêu thụ điện ở trên cái này, hình như là một cái đảo. Cái này nằm ở phía xa của cái này và được đặt tới đó, tức là có thể đi tới bởi phà từ mainland. Đối với cái cộng đồng mainland có khoảng 100 cư dân, nó thì đã luôn luôn là rất đắt đỏ để nhập khẩu các sản phẩm, các chất liệu và cái người lao động có skill từ mainland. Và cái điều này đã khuyến khích một cái văn hóa của sự tự cung tự cấp. Đây là một cái danh từ với đuôi của nó là C. Nếu mà là tính từ đuôi, cái ending là T. Và cái sự sử dụng cẩn thận của những cái nguồn lực. Ngày nay mặc dù cái đảo này có cái sự tiện lợi, những khí thải carbon dioxide cho mỗi cái hộ gia đình là 20% thấp hơn so với nước Anh trung bình, và việc sử dụng điện là 50% lower. Có nghĩa là ở đây người đang so sánh giữa nước Anh và cái đảo này. Khi cái đảo này thiết kế về quá khứ này, cái lưới điện của nó, cái mà thế nào nó kệ nó thì nhanh chóng trở nên rõ ràng rằng để mà giữ cái capital building cost down, là để mà giữ cái chi phí xây dựng ban đầu xuống, nó thì có thể là cần thiết để manage demand, để mà quản lý cái nhu cầu. Cái điều này cũng sẽ có thể cho phép cái đảo để tạo ra hầu hết cái điện của nó từ cái renewable sources, một cách mainly là chủ yếu là nước, gió và solar power, năng lượng mặt trời. Cái goal này được overseen là gì? Được quan sát, được xem xét bởi cái công ty này. Cái công nghệ, cái đảo này quản lý nhu cầu điện chủ yếu bởi việc làm tốt hơn cái năng lượng ngay lập tức, tức thì tức thời, cái mà có thể được sử dụng lên tới 5 kW cho một hộ gia đình và 10 kW cho một cái business. Có nghĩa là làm tốt hơn cho cái power mà họ đang có. Nếu sự sử dụng goes over là gì, vượt quá cái limit này, cái nguồn cung cấp điện bị cắt, cut off là bị cắt luôn á, và cái maintenance team phải được gọi để đến và switch back on again, là bật nó lên trở lại. Tất cả những households và business có những cái monitors về energy, tức là cái máy điều khiển về energy, cái mà sẽ hiện lên cái việc sử dụng điện tích lũy và hiện tại. Có nghĩa là những, có thể hiểu là cái đồng hồ để mà chỉ ra cái chỉ số hiện tại họ đang dùng, và sao một cái alarm là gì, đặt âm thanh cho một cái báo hiệu, sự báo động khi mà sự tiêu thụ đạt tới một cái level được quyết định cho người dùng, tức là cái level ở trên này thường thì được đặt, thường là đặt một vài vài trăm watt dưới cái limit thực của nó. Cái kết quả là rằng những cư dân ở đây có một cái sense rất là sắc sảo, rất là tốt về là bao nhiêu cái năng lượng điện, những cái thiết bị điện khác nhau sử dụng, và cẩn thận để minimize, mọi người tối thiểu hóa cái sự sử dụng năng lượng. Nhu cầu thì cũng được manage bởi việc cảnh báo toàn bộ cái đảo khi mà sự phát điện thấp hơn nhu cầu, và những cái máy phát điện chạy bằng dầu được hoạt động để back it up, là để bồi đắp cho nó, để bổ sung cho nó ha. Được gọi là red light day, tức là cái ngày có ánh sáng màu đỏ. So cool là được gọi là nha mọi người. Như là đối lập với những cái ngày có ánh sáng xanh khi có đủ cái năng lượng này. Đây là một chữ rất hay.
cư dân khi đó thì take steps để tạm thời giảm cái nhu cầu điện, giảm nhiều hơn hoặc là postpone, trì hoãn cái nhu cầu cho đến khi cái sự tạo ra năng lượng renewable tăng. Có nghĩa ở đây người ta nói về người dân tự biết là điều chỉnh cái demand của mình. Việc sử dụng năng lượng ở trên cái đảo này cũng đã được giảm thông qua cái bức tường được improve và insulation là sự cách ly, loft là cái gác xép ở trong những cái nhà, những cái nồi đun hơi mới, ở cái sự đốt nóng nước bằng cái năng lượng mặt trời, ở việc car sharing, việc chia sẻ xe hơi và những cái phương tiện này tiết kiệm điện rất nhiều nhưng mà cũng rất là nhỏ, khác ở trong những cái household. Những cái nguồn cung cấp điện mới thì đang được phát triển bao gồm những cánh rừng được thu hoạch một cách bền vững để cung cấp gỗ cho việc đun nóng. Cái tổ chức này thì đã install những cái sự cách ly trong tất cả những cái tài sản riêng của nó tại cái chi phí bằng không cho những người thuê nhà, trong khi những cái tài sản riêng thì đã và đang được trả cho cái người, cho cái sự cách ly riêng của họ, tức là của họ đây là của những cái private house á, những cái nhà riêng để mà được thiết lập. Những cái sự áp dụng tương tự cho sự lắp đặt của cái solar water heating, mặc dù không phải tất cả những cái tài sản của cái tổ chức này đã và đang nhận được cái này, cái tổ chức này cũng cũng tiến hành một cái chương trình được gọi là Green Grant, nơi mà các cư dân có thể claim 50% của cái giá của cái equipment để mà giảm những cái này. Có nghĩa là khi mà cư dân dùng những cái equipment với mục đích là giảm cái carbon emission thì họ có thể claim, tức là báo để lấy lại 50% và up to một cái limit của 300 đô. Những cái sự mua bán ở bao gồm cái mua bán mà được lấy lại tiền này, bao gồm xe đạp, bao gồm cái này, sự tráng men thứ hai, thicker curtains là những cái màn chắn, màn cửa đó, dày hơn, và những cái greenhouses để mà trồng food tại địa phương thay vì nhập khẩu nó. Cái environmental benefits của cái việc này là gì? CO2 này, mọi người học những cái này. Trước cái sự installation của cái hệ thống điện mới này và cái sự phát điện renewable này, hầu hết các households ở trên đảo này thì sử dụng cái máy gì đấy, máy phát điện chạy bằng dầu, dầu hỏa đó, để cung cấp điện, dẫn đến again động từ thứ hai phải liên quan đến đến là kết quả của cái ở đằng trước thì phải cái verbing, dẫn đến những khí thải carbon rất là trầm trọng, nghiêm trọng. Những ngôi nhà thì đã này cũng đã được cách nhiệt một cách rất là poorly và có những cái boilers, cái máy đun nước nóng ạ, mà chạy bằng oil và không hiệu quả, hoặc là sử dụng than đá cho việc heating. Thì ở những cái nước lạnh thì khi mà về mùa đông á, thì họ phải dùng heater để mà giữ trong nhà ấm, còn dùng boiler để đun cái nước sinh hoạt của họ lên cho ấm. Cái công việc bởi cái này để giảm việc sử dụng năng lượng thì đã dẫn đến những cái sự giảm đáng kể trong cái carbon emissions từ những cái households và những cái business của cái island. Việc sử dụng điện hàng năm trung bình cho mỗi một hộ gia đình thì chỉ khoảng 2.000 mấy trăm kilowatt giờ so với một cái nhà trung bình ở Anh trong năm này là 4.000, hơn 4.000 kilowatt giờ. Cái domestic là
những cái khí thải carbon trong nhà thì đã giảm bay này mọi người, này học để cho task 1 trong academic này. Giảm 47% từ 8,4 xuống còn từng này tấn một năm. Cái này so sánh với cái khí thải của một hộ gia đình trung bình ở Anh là từ 5,5 đến 6 tấn mỗi năm. Cái khí thải này thì nên giảm, thậm chí further, giảm nhiều hơn vài năm tiếp theo khi mà cái supply of wood cho heating tăng lên. Đó là lợi ích về mặt môi trường, giảm carbon dioxide ha. Thứ hai, lợi ích về mặt xã hội. Cái sự hoàn thành của cái lưới điện của X này đã tạo ra một sự khác biệt đầy ý nghĩa tới những cái cư dân của hòn đảo. Giải phóng họ từ việc phụ thuộc vào depend luôn đi với on này, vào những cái máy phát điện chạy bằng bằng dầu và cung cấp cho họ với luôn luôn nhé, provide somebody with này, cung cấp cho họ một nguồn cung cấp năng lượng affordable là gì? Có thể chi trả được và stable. Một cái nguồn cung cấp điện đáng tin cậy đã và đang mang đến những cái improvements ở những cái area khác, chẳng hạn như là gì, better treatment trong cái nước uống ở trong ngôi nhà, và sự loại trừ của cái noise liên miên của những cái máy phát điện chạy bằng dầu. Cái sự cách nhiệt của nhà đã được improve và cái việc đốt nóng thì cũng đã yêu này là đã khuất phục những cái benefits rồi, hoặc là đã mang lại những cái benefits làm cho nó more affordable để giữ những cái nhà tại một cái nhiệt độ thoải mái. Một trong những cái incentives là sự khuyến khích hoặc động cơ cho cái việc làm tốt hơn cái sự sử dụng điện, hơn là track những cái lượng khác nhau theo sự sử dụng. Thì gì, one of nữa, đó là một trong những cái là để tạo ra sự tiếp cận với cái sự thực ra đây người ta dùng sai là energy equitability, danh từ cơ, sự công bằng về năng lượng. Tất cả mọi cái household thì có một cap là capability, sự khả năng sử dụng là bằng nhau 5 kW. Cái này cũng giống như regardless of ha, bất kể income. Vì vậy mà distributing, để việc phân phối cái nguồn lực sẵn có một cách equally đến tất cả những cái dân số của đảo. Có nghĩa là việc này tạo ra cái sự công bằng về về xã hội, ai cũng như ai, ai cũng được hưởng lượng điện như nhau. Lợi ích về kinh tế và về việc làm. Cái lưới điện này đã hỗ trợ 4 cái công việc part-time là maintenance cho trên cái đảo, và những cái cư dân thì được thuê để mà for building work, để xây dựng những cái công việc để improve cái những cái house mà được own bởi cái tổ chức này và những cái building khác. Cũng giống như vậy, likewise thì cái sự bắt đầu của việc harvesting, việc thu hoạch gỗ được tổ chức cho việc heating thì đã và đang tạo ra rất nhiều công việc trồng rừng cho residents. Công việc trồng rừng là tại vì họ muốn harvesting một cách organized, họ phải tổ chức cái việc chặt cây nào và trồng lại cây nào. Một vị trí được gọi là Green Project Manager part-time thôi cũng đã được tạo ra một impact về mặt kinh tế rộng hơn đến từ việc có được một nguồn điện affordable và đáng tin cậy. Cái đã và đang cho phép rất nhiều new business để bắt đầu, bao gồm restaurant shop, cái này và cái này. Khi mà X đã trở nên được biết đến cho việc cutting cái carbon emissions và bảo vệ cái môi trường, một con số đang tăng lên của những du khách thì đã và đang đến cái hòn đảo này để học về cái công việc của nó, mang theo một
lợi ích kinh tế sâu xa hơn tới residents. Vậy đây mọi người thấy một cái con số đang tăng lên của visitor. Thì động từ của nó chia have. Chủ ngữ là số nhiều cho nên động từ to have. Vậy đây các bạn thấy họ trình bày về một làm thế nào cái đảo này họ giảm cái việc sử dụng điện. Tức là cái solution trong cái việc sử dụng hoặc là giảm cái sự tiêu thụ điện ở trên cái hòn đảo này. Và nó đem lại nhiều lợi ích về môi trường, lợi ích về xã hội, lợi ích về kinh tế và việc làm. Vậy thì mọi người từ bài này học cái gì ngoài ngoài từ vựng và ngữ pháp về ai và ideas thì mọi người cần phải nhớ là khi người ta làm một cái gì đó thì người ta nghĩ đến technology là cái giải pháp để mà giải quyết một cái vấn đề. Và khi cái vấn đề đó giải quyết như vậy thì nó đem lại những cái benefits gì? Vậy thì khi nghĩ về những cái benefits thì phải ít nhất phải nghĩ đến ba cái benefits như thế này: environment, social and economic và employment. Thì đọc cái bài này các bạn thấy là các bạn sẽ build được cái cách suy nghĩ như này để sau này các bạn học các bạn áp dụng vào kể cả speaking and writing, đây là cái cách brainstorm.